Thưa các vị, là vừa rồi đáng lý ra là chúng tôi sẽ về kịp cái bữa thi cho tất cả các vị, tuy nhiên chắc là các vị vui vô cùng ha. Và cái kết quả thì phải nói là rất là tuyệt vời, đa phần là các vị được A hết. Chỉ có một hai vị thì B, hình như là không có ai là C. Dạ, cho nên chúng tôi nghĩ là 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ để làm bấy nhiêu câu đó. Hơn một nửa số câu là các vị đã biết trước đáp án rồi. Cho nên là một phần là chúng tôi cũng không có, một phần là các vị rất ư là tự nhiên để mà chúng ta coi qua coi lại. Kính thưa đại chúng, là cái đó nó là thật. Bởi vì sao mà chúng tôi nói nó là thật? Là tại vì nếu mà nó đúng giống nhau thì mình không có tính. Nhưng mà khi mà nó sai giống nhau á thì chúng ta sẽ biết được là có nhìn qua nhìn lại thì mới có cái yếu tố là sai giống nhau. Mà sai rất là ngớ ngẩn. Thì thôi, anyway, đó cũng là điều mà học sinh muôn đời nó là như thế. Dẫu cho mình có lớn bao nhiêu, mình có tuổi bao nhiêu thì cái đó cũng không có gì là chuyện lạ hết. Thì thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ sửa bài. Các vị lấy bài ra để chúng ta sửa, để biết được là tuy là A đó, nhưng mà chắc chắn là bây giờ mà đưa cho các vị một bài mới thì có thể là cũng có nhiều người sai nữa. Chứng tỏ là những cái câu mà đã ra rồi, bây giờ cho các vị làm lại, các vị vẫn sai tiếp. Chứ không phải là đúng, chứ không phải là đúng hết. Cái điều đó nói lên một điều gì? Như ban đầu chúng tôi nói các vị đó, chúng ta không ai là người giỏi hết. Chỉ có điều là mình có cần mẫn, có hàng ngày tiếp xúc với nó hay không mà thôi. Một cái gì chúng ta không biết, ngày hôm nay chúng ta không biết không có nghĩa là ngày mai mình không biết, ngày mốt mình không biết, bữa kia mình không biết. Nếu mà một ngày chúng ta tiếp xúc với nó 24 giờ thì chúng ta sẽ biết. Nếu một ngày mà chúng ta tiếp xúc với nó nhiều hơn một lần, hai lần thì chúng ta sẽ biết. Và nếu ngày hôm nay không biết thì ngày mai mình tiếp xúc nữa, ngày mốt mình tiếp xúc nữa, cho đến một lúc nào đó mình sẽ biết nó một cách tự nhiên mà không hề phải suy nghĩ gì nữa hết. Thì cái đó là cái mục đích mà bổn phận của cái môn Phật Pháp căn bản này, là làm sao để cho các vị nằm ở trong lòng, để cho các vị nhớ bằng cách là chúng tôi cho các vị tiếp xúc. Cho nên lúc ban đầu chúng tôi nói là cái gì mà ra thi rồi thì không có nghĩa là nó đã qua đâu. 3 năm các vị ở đây sẽ gặp nó dài dài. Và chúng ta chỉ có một tờ giấy để viết, các vị nhớ kỹ ha. Chúng ta chỉ có một tờ giấy để thi để viết thôi. Thì các vị tranh thủ viết những cái mới, còn những cái cũ là coi như nó đã nằm trong lòng mình rồi. Cho nên môn học này á, nó tẻ nhạt ở chỗ là 3 năm chỉ học có một môn à. Trong khi đó những môn học khác đó thì hết một học kỳ cái các vị nhảy đi học một cái môn mới hoàn toàn. Đôi khi nó chỉ dính lại chút xíu thôi. Nhưng cái này á, đôi khi nó tẻ nhạt với các vị lặp đi lặp lại, cứ nhiêu nói hoài. Thầy nói hoài nhiêu có gì mới đâu. Ít bữa nữa các vị cũng sẽ học lại tứ diệu đế, nó cũng có gì mới hết. Nhưng mà các vị sẽ biết, chúng ta sẽ làm cho các vị nhớ, mà ít bữa nó cố quên cũng không thể quên nó được. Khi cố quên là trong lòng nhớ nhau đó. Thế thì đó là cái mục đích mà quý thầy trong thầy giám viện đặt ra cho chúng tôi, phải làm cho các vị nhớ làm thế nào đó. Những cái căn bản là phải biết, những cái mà của người Phật tử sơ cơ là các vị không đặt ra nữa.
Ví dụ như những câu hỏi mà chúng tôi đã nói ở trên cái khóa tu ở San Jose đó, những câu hỏi đó không thể đặt ra đối với một người của lớp trung đẳng được. Và tại vì nó sơ cơ quá. Thì đó là cái mục đích mà chúng tôi muốn các vị hãy nhớ, và nhớ cho thật là sâu sắc. Chúng ta bắt đầu làm lại ha, từng câu một. Xin thưa đại chúng, thứ nhất đó là chúng ta phải nói trước, mình có tất cả là 80 câu, trong khi đó chúng ta có hai cái bonus nữa là 82 câu. Đấy. Thì đa phần là các vị đều đúng ở hai cái câu bonus, nó quá dễ đi. Và thường là các vị đều lấy cái câu là cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm, mà cái chép từ trên xuống dưới, không biết là có một hai người gì chép khác câu này thôi. Đấy. Câu thứ hai là đầu làng có một cây đa, cuối làng cây thị đằng xa ngôi chùa. Đấy. Thì hai cái câu đó là hai câu nhiều nhất. Riêng có những cái câu ví dụ như là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, thì cái câu đó đáng lý ra là không có tính, là tại vì nó không phải ca dao. Viết một câu ca dao nói về hình ảnh ngôi chùa, thấy không? Cho nên đôi khi mình cũng không phân biệt được cái nào là ca dao, cái nào là thơ. Mà đôi khi thơ nhiều quá rồi cuối cùng ra ca dao. Ví dụ như là hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi, đó là gì? Đó, thấy chưa? Lầm hết. Thế thì có những cái chúng ta biết là có tác giả, có những cái chúng ta không biết tác giả, hay những cái nó hay tựa hồ như là ca dao vì nó lưu truyền thật là rộng lớn, nhưng mà nó có tác giả, ví dụ thế. Đấy. Cái đó phải check thôi chứ thầy không có nghiên cứu câu đó. Bây giờ chúng ta đi vào câu thứ nhất. Bát phong là gì? Bát phong có người chọn là gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc ha. Dạ, xin thưa đại chúng, câu A ha. Dạ, buồn vui tốt xấu khen chê được mất. Đông bình tây quả có nghĩa là gì? Bên phải là bình hoa, bên trái là đĩa trái cây. Đa phần là các vị chọn câu A. Tuy nhiên có một số vị là chọn cả hai câu, tức là để bên nào cũng được. Thật ra thì chúng tôi có nói cái yếu tố này, nhưng mà nó không phải là, tại vì nó là đông bình tây quả. Nhưng chúng tôi có nói là mình giờ có để ngược lại cũng sao. Cái vấn đề ở chỗ chúng ta học là để biết hả? Còn mà bước vào trong thực tế đó, chúng ta cúng Phật là cúng bằng cái tâm. Cho nên bây giờ có để ngược lại cũng có chết chóc gì đâu. Mà Phật cũng không quở mình, tại mình cúng Phật mà. Thế thì xin thưa đại chúng là câu A là câu đúng, chứ không phải là cả hai câu đều đúng, bên nào cũng được ha. Dạ đúng rồi. Mình nhớ cho kỹ. Ba pháp ấn là gì? Dạ, khổ, vô thường, vô ngã. Các vị đều đúng hết. Khổ đế có thể nhìn từ ba phương diện: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Có vị chọn câu đi, đó là cầu bác đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ. Thì khi mà các vị chọn câu đi như vậy thì trong tôi lại bùng ra một cái suy nghĩ, đó là tôi có nói với các vị là khi nào mà không biết là câu nào đúng á thì chọn cái câu dài nhất. Cho nên là đôi khi các vị không nhớ bài nhưng mà nhớ cái lời của mình, cho nên các vị chọn. Và câu thứ năm: chuông và mõ của chùa biểu trưng cho trí tuệ và phương tiện. Như vậy chuông là gì? Chuông là trí tuệ, mõ là phương tiện. Và đa phần các vị đều đúng hết, nhưng mà không biết có hiểu đúng hay không ha. Câu thứ sáu: theo triết lý âm dương thì số chẵn là âm, số lẻ là dương. Có vị thì chọn là số chẵn là dương mà số lẻ là âm, tức là chứng tỏ là không có ý niệm gì hết. Câu này là các vị là nhớ nhiều nhất, nhớ hơn tôi nữa, đúng không? Thứ bảy: bốn chân lý cao cả là khổ, tập, diệt, đạo. Câu này thì ai cũng đúng.
Rồi kể tên bát chánh đạo, câu này cũng ai cũng đúng luôn. Xin thưa đại chúng là tôi không có thời gian, cho nên là tôi đưa đáp án cho người Phật tử ở chùa chấm dùm. Người ta chấm dùm tôi có nghĩa là theo cái đáp án đó mà chấm, cái nào mà viết thì đừng có chấm. Đó. Chính vì vậy mà trong đó nó có mấy cái dấu hỏi trong đó. Và tất cả đều chấm và có điểm hết nhé. Các vị tính dùm là chỉ tính câu sai, không tính câu đúng, tính câu sai thôi, không? Dạ. Và khi mà tính ra tổng cộng câu sai rồi, các vị lấy cái số câu sai đó trừ cho hai cái bonus thì nó sẽ ra cái số sai tổng cộng của mình, nhớ nha. Dạ. Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trong tứ diệu đế thứ tư là con đường đưa đến thực chứng niết bàn. Có vị chọn cái câu bi, có nghĩa là niết bàn nó chưa có đủ. Đạo đế mà nó phải là con đường đó đã. Dạ. Cho nên là cái vị chọn câu bi là sai. Thứ 10, trong tám thức tàng thức là lại ra thức, câu này ai cũng đúng. Tứ niệm xứ là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Có vị nói là niệm khổ, tập, diệt và đạo. Dạ. Tứ niệm xứ là niệm gì? Thân, thọ, tâm và pháp. Các vị nhớ nè, chúng ta về chúng ta lấy cái này ra học thuộc đi. Các vị nhớ ha. Tại vì nó không có cái gì hay hơn học thuộc hết. Tại vì nó không có. Bây giờ các vị có học cái gì đi nữa, tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, dẫu cho người ta có nói cái gì trên trời dưới đất nó vẫn là như vậy, nó không khác hơn được. Cho nên nó là mẫu mực, nó là danh từ Phật học, pháp số mình phải học thôi. Dẫu cho người ta có phân tích thế nọ thế kia có khác nhau, nhưng mà những cái đề mục là mình phải nằm lòng. Và mục đích của cái môn học này là các vị phải nằm lòng những cái danh từ rất đơn sơ như vậy. Tam vô lậu học là giới, định và tuệ. Có các vị để là Phật Pháp Tăng đó nghe. À, các vị đừng có cười, có đó. Trong bát chánh đạo, chi phần nào thuộc về giới? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cả hai câu trên đều đúng. Có vị sai câu này nữa. Cho nên mình nói chứ không phải là cái gì nó dễ mà các vị làm đúng đâu. Đôi khi nó dễ chúng ta ý y, rất là ý y, và mình nhìn thấy là mình quẹt liền, không đọc tiếp nữa. Đấy. Câu số 15, trong bát chánh đạo chi phần nào thuộc về định? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu hoàn chỉnh. Đa phần các vị đều đúng câu này hết. Từ năng dữ, nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc, nhất thiết chúng sanh chi khổ. Hay là từ năng dữ lạc, bi năng bạc khổ, đều đúng hết. Câu số 17, nghiệp được tạo từ những hành động có tác ý. Câu đó thì ai cũng đúng. Câu số 18, ái có ba chi phần là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Có vị thấy ái cho nên là thấy khoái lạc giác quan, rồi khao khát trở thành, rồi si mê, cho nên chọn câu đó. Với giờ lại là câu đi ha, không đúng. Bốn loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Câu số 20, những yếu tố không thể thiếu trong chánh tinh tấn là
Dạ, câu si, sơ phát, gia hạnh, vô hạ, vô thối, vô túc. Câu này thì đa phần các vị sai nhiều câu này á, tại vì không có nhớ bài hay là không có ghi nốt. Câu số 21, sanh phùng quý thể, hạnh ngộ thắng duyên, có nghĩa là sanh ra được thân người là quý, gặp được Phật Pháp, nhiều thuận duyên ha. Điền vào chỗ trống để hoàn thành, để thành câu hoàn chỉnh. Bất cứ cái gì thuộc về bản chất của sinh thì thuộc về bản chất của diệt, hay thuộc bản chất của diệt, đơn giản vậy thôi. Bát khổ là và sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tấn hồi, ngũ ấm xí thành khổ. Năm uẩn là các vị tự nhiên là các vị sẽ trở thành một người rất là giỏi pháp số, thấy không? Thuở ban đầu năm ngoái các vị đâu đó giỏi vậy đâu. Cho nên là các vị sẽ thấy được rằng cái phong cách này, cái phương pháp này sẽ làm cho các vị nhớ nhiều, và bắt buộc các vị phải tiếp xúc thì các vị mới nhớ. Chúng ta hay quên lắm, mà ông bà mình nói là xa mặt thì cách lòng. Xa mặt thì mình sẽ không nhớ nhau nữa. Chính vì vậy mà mình hãy thường xuyên nhìn mặt nó, mình sẽ nhớ. Trong bát chánh đạo chi phần nào thuộc về tuệ? Chánh kiến và chánh tư duy. Năm dục là gì? Đó. Sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Câu số 28, sáu thức là dễ quá mà đúng không? Rồi ở dưới mình có để là cả hai câu đều không đúng. Không đúng là sai, mà cả hai câu đều không sai là đúng. Rất tiếc là mình quên đi, khi mình nghĩ ra cái yếu tố này nhưng mà mình quên sửa cái câu trên. Chứ nếu mà mình sửa câu trên là đại chúng mình nghĩ chắc cũng sai dữ à. Đại chúng hiểu ý không? Tricky thôi, nhưng mà thấy chứ cũng tội. Câu số 29 là sáu đại là địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Thường những cái câu mà chúng tôi tưởng các vị sai là các vị lại đúng, lạ rồi đó. Trong tứ niệm xứ có tâm là vô thường. Có một vị nào đó sai hết tất cả cái liên quan tới tứ niệm xứ luôn. Tất cả các câu về tứ niệm xứ đều sai hết. Không biết tại sao. Ở trên cái đề nó gọi là tứ niệm xứ, mà không niệm thì làm sao được. Rồi chúng hiểu ý không? Tứ niệm xứ có nghĩa là bốn điều quán niệm, bốn điều phải nhớ. Nhớ cái gì? Niệm đó là nhớ nghĩ đó. Nếu mà không để chữ niệm làm sao được. Tam đề là gì? Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sanh. Tam tụ tịnh giới là như giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Thất bồ đề phần là giỏi quá. Trạch pháp, tinh tiến, khinh an, niệm, định và xả. Câu số 34, tứ chánh cần là câu này thì ai cũng đúng nè. Là tại vì nó vừa dài mà nó Câu số 35, chữ đạo trong đạo đế có nghĩa là, có vị thấy chữ chân lý tuyệt đối, cái là chọn chân lý tuyệt đối ha. Xin thưa đại chúng có thấy lặp lại không? Câu này chính là câu lặp lại đó. Nếu cho nên cái người nào mà câu trước đúng câu này sai là sao? Copy thôi chứ. Rõ ràng câu này với lại cái câu hồi nãy hỏi về đạo đế là chân lý tuyệt đối đó. Con đường đưa đến chân lý tuyệt đối thì nó là đó đó. Ấy thế mà làm sai một câu đúng một câu là sao?
Cho nên là không có thể nào mà qua mặt được. Rất là khó. Người ta có ý đồ hết rồi. Câu thứ 36 có hai hình thức để thiền định, đó là thiền chỉ và thiền quán. Trong tứ niệm xứ có thân thì sao? Vậy mà ai cũng lo trâu chuốt cái thân mình hết. 38 trong tứ niệm xứ có pháp. Pháp là vô ngã. Ngũ cái là tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, trạo hối và hoài nghi. Nhớ kỹ nha các vị, đôi khi có một hai từ nó thay đổi, nó qua lại. Các vị nhớ là sau khi mà chúng ta học cái này rồi á, chắc là năm cuối cùng mỗi lần thi là sẽ không có như vậy cho các vị chọn nữa đâu, mà các vị sẽ là người viết ra. Nói trước để cho chúng ta không có bỡ ngỡ, vì từ đây tới đó còn cả năm nữa lận để cho mình có thể học thuộc những cái đơn giản như thế này. Và đó là lúc mà chúng ta sẽ thể hiện được là mình sẽ nhớ cỡ nào nhá. Mình không hề làm cho đại chúng khó chịu hay là gì hết, mà từ bây giờ mình sẽ xây dựng trên cái tinh thần là phải bỏ vô trong đầu óc của mình, để các vị còn cái mang đi tiếp tục cho đời sau. Chứ nếu mà để bây giờ cứ học rồi nó qua là đời sau không nhớ nữa. Ráng nhớ đi, để ít bữa nữa đầu thai ra rồi chúng ta làm thầy chùa. Câu số 40, bốn tâm rộng lớn là. Bây giờ các vị đọc hay như vậy ha, nhớ đó, khi ghi ra nó cũng phải hay như vậy. Câu số 41, nhiêu ít hữu tình có nghĩa là gì? Nếu như mà sau này chúng tôi để là nhiêu ít hữu tình nghĩa là gì thì các vị phải ghi ra. Ví dụ như thế ha. Mà đừng có ghi ra một trang ha. Có nghĩa là chữ đâu nghĩa đó, ngang ngay sổ thẳng. Dạ. Câu 42, trong tứ niệm xứ có thọ. Trong đây ai là người nói thọ là khổ? Mình nói có ai nói thọ là khổ? Bản thân của mình muốn thọ không? Muốn. Biết nó khổ nhưng mà mình vẫn muốn thọ. Đó là cuộc đời nó trái ngược như vậy đó. Thay vì chúng ta không thọ thì không khổ. Ấy thế mà mấy ai trong chúng ta là người không muốn thọ. 43 trong kinh lễ bái sáu phương, chữ lễ bái có nghĩa là. Có vị chọn cái câu si, tức là cầu nguyện đó. Cho nên trong kinh lễ bái sáu phương, chữ lễ bái có nghĩa là làm tròn bổn phận. Số 44, tại sao gọi giáo lý của Đức Phật là đi ngược dòng? Và đi ngược lại những dục vọng ích kỷ của con người. Câu này rất là hay thưa đại chúng. Thật ra đó là con người ta vô cùng ích kỷ. Và vì ích kỷ cho nên nó mới là con người. Thật sự như thế. Nếu mà đại chúng xét mà coi, chúng ta rất khó có cái tâm bình đẳng đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Con người với nhau đã là không bình đẳng rồi. Và tâm lý của mình á, các vị để ý mà coi, làm sao mình có thể mà tam luân không tịch được, làm sao mình có thể là đạt được cái ba la mật được. Rất là khó. Làm sao mình vượt qua bờ bên kia được. Mình đang còn ở bờ bên này. Tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, kiến thủ, biên kiến, giới cấm thủ, tà kiến, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuống, xiển, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, bất tính, giải đãi, phóng dật, lung tung hết. Thế là làm sao mình có thể vượt được cái bờ bên kia? Chỉ có vì cái yếu tố là chúng ta vì cái ích kỷ, cái dục vọng của con người lôi kéo mà ở bờ bên này thôi. Đấy. 10 danh hiệu của Đức Phật có vị kể không được. Có vị kể không được 10 danh hiệu. Có vị kể nhưng mà không theo thứ tự. Chúng ta nhớ là thứ tự là một trong những điểm mà làm cho chúng ta dễ nhớ. Cho nên mình cứ ngang ngay sổ thẳng thưa các vị. Học cái môn này á, là chúng ta đi chậm, đi chắc, lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ. Và nhớ theo thứ tự.
để chúng ta có được một cái nền tảng vững chắc. Tại mình đã bỏ ra một khoảng thời gian khá nhiều để mà chúng ta học lan man và đụng cái gì học cái đó. Thì cái này sẽ thống kê cho các vị theo một cái chuỗi trình tự để chúng ta có được cái phương pháp mà chúng ta nhớ bài. 10 danh hiệu của Đức Phật đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Hiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ba thân của một Đức Phật đó là Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, có vị chọn là thân quá khứ, thân hiện tại và thân vị lai. Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân ha các vị nha. Số 47, Thiện Thệ là một trong 10 danh hiệu, đức hiệu của một Đức Phật. Thiện Thệ có nghĩa là khéo vượt qua. Khéo vượt qua nhé. Câu số 48, có bao nhiêu lần kết tập kinh điển? Mấy lần? Ai nói 4? Tất cả câu trên đều sai, 2, 3, 4, 5 đều sai hết. 6 lần. Ráng la cho to. Câu sai. Câu số 49, lần kết tập kinh điển đầu tiên diễn ra sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là? Có người để 30 ngày. Nó là 3 tháng, nghĩa là 90 ngày. Câu số 50, có mấy bộ kinh Nikaya? 5 bộ Nikaya. Chúng nhớ nha, 5 bộ Nikaya. Cả ba câu trên đều sai. Các bộ kinh Nikaya là Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Có mấy bộ kinh A Hàm? 4 bộ. Xin thưa đại chúng, có một người rất là vui. Chọn ở trên có mấy bộ kinh Nikaya thì chọn là 4 bộ. Nhưng mà xuống dưới các bộ kinh Nikaya là thì lại chọn là Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ. Thế thì mình nói chứ rồi, không cách nào một người hiểu bài mà làm vậy được. Không thể đoán như vậy được. Chứ nếu mà ít nhất cũng phải đếm từ 1 tới 5 được chứ làm gì nữa. Cho nên ngoài cái cọc dê ra thì không còn cách nào khác hơn. Nó vui là ở chỗ đó thưa các vị. Có mấy bộ kinh A Hàm? Có 4 bộ kinh A Hàm. Và ở trong này xin thưa các vị là nhắm mắt cũng làm được câu này nữa. Tại vì hai câu nó hổ tương cho nhau rồi còn chi nữa. Rồi các bộ kinh A Hàm là đã nói ra là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tân Nhất A Hàm, Tạp A Hàm rồi. Nên là không thể nào sai. Bắt buộc là không thể nào sai. Nhưng mà các vị nhớ là sau này chúng tôi không có hỏi để cho các vị chọn ABC nữa nha. Mà ví dụ như các bộ kinh A Hàm là phải kể ra. Hoặc là chúng tôi có thể nói Trường bộ trong Nikaya thì tương ưng với kinh nào của A Hàm? Đại chúng hiểu không? Đó là câu hỏi. Thế thì một câu hỏi mà đại chúng biết đó là lát nữa chúng ta sẽ gặp. Kinh Nikaya có nghĩa là kinh thuộc về Bali Tạng. Câu này ai cũng đúng. Kinh A Hàm có nghĩa là các kinh thuộc về. Sở dĩ mà chúng tôi đưa ra hai cái câu này và các bộ kinh như thế này là để cho đại chúng đôi khi đại chúng không biết Nikaya thuộc về gì nữa, không biết A Hàm thuộc về gì nữa. Cho nên cái câu này là để cho đại chúng xác tín lại một lần nữa, chúng ta học có hệ thống đó nha. Câu số 56, bộ kinh nào trong các kinh A Hàm tương đương với tương ưng bộ của các kinh Nikaya? Tạp A Hàm. Câu số 57, Ba La Đề Mộc Xoa có nghĩa là
nghĩa là biệt giải thoát. Có người nói là luật, không có đúng ha. Luật có nghĩa là gì? Luật là tỳ ni, tỳ ni dịch là luật. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Câu số 58. Một vị tỳ kheo tăng Việt Nam thọ trì bao nhiêu giới? 250 giới. Có vị chọn là 348 giới. Có chứ không phải không nha, các vị để ý nha. Chúng ta phải cho kỹ. Ít nhất cái điều này là không thể sai lầm. Bắt buộc mình không thể sai lầm. Này chúng nhớ như vậy đó. Cái này mà nó sai lầm nữa thì thua rồi. Mình cho đến bây giờ mà hỏi, mà hỏi tỳ kheo 200, mà tỳ kheo bao nhiêu giới, các vị đệ tử của tỳ kheo mà hỏi tỳ kheo bao nhiêu giới, các vị còn sai lầm nữa thì làm sao được. Cho nên điều này không thể sai lầm được. Nhưng mà có sai lầm đó. Câu 59, đạo tục thông hành giới là giới của, giới của ai? Đạo tục thông hành giới là giới của, là giới của Bồ Tát hả? Là giới của tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Cho nên tất cả các câu trên đều sai. Tất cả câu trên tức là chỉ dành cho Phật tử tại gia, chỉ cho tỳ kheo hoặc chỉ cho tỳ kheo ni, đó là sai. Mà tất cả luôn à. Tất cả đều có thể. Tại vì cái chữ đạo và tục mà, đạo nè, đạo là người xuất gia đó, tục là người chưa xuất gia. Đạo tục thông hành giới có nghĩa là cả đạo và cả tục luôn. Thế thì chúng tôi đi qua bên Nhật Bản. Các thầy bên Nhật Bản đó thì chỉ thọ từ ngày Thân Loan, tức là thế kỷ thứ 12, 13 cho đến nay đó thì các vị sư ở bên Nhật Bản chỉ thọ giới Bồ Tát, tức là đạo tục thông hành giới thôi. Và các vị sư đó đều có gia đình hết, tức là có vợ, có hòa thượng phu nhân, có đại đức phu nhân đàng hoàng, và có con nữa. Thế thì đạo tục thông hành giới là cái giới mà sử dụng cho tất cả tăng lẫn tục. Đối với các vị xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni, sau khi mà đã thọ giới thanh văn, tức là tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới xong rồi, thì trong đêm hôm đó phải thọ giới Bồ Tát. Chúng nhớ như vậy ha, và chỉ biết tới đó thôi. Được chưa? Rồi thì đạo tục thông hành giới là cái giới mà sử dụng cho giới xuất gia và giới tại gia luôn. Kể tên bốn chúng xuất gia: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Kể tên bảy chúng đệ tử của Phật: tỳ kheo, theo thứ tự nha, không có được kể lộn xộn là sa di rồi sa di ni rồi đến tỳ kheo và tỳ kheo ni rồi thức so mana. Kể như vậy là không có đúng. Phải kể cho đúng thứ tự, dẫu là không ai bắt mình phải kể đúng thứ tự, nhưng mà mình cần phải kể đúng thứ tự. Đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so mana ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Câu số 62, vị sơ tổ của thiền tông Ấn Hoa là ai? Ngài Mahakajip. Còn ngài Bồ Đề Đạt Ma đó là sơ tổ của thiền tông Trung Hoa. Câu này mới vui nè. Câu số 63, tinh xá đầu tiên của Phật giáo là bao nhiêu người? Chọn câu A là đúng, giơ tay. Bao nhiêu người chọn câu B là đúng, giơ tay. Cảm ơn các vị. Câu này là câu mà mình cần phải nói nhiều nhất trong cái bài học hôm nay. Xin thưa các vị là chúng ta sai hơn một nửa lớp, chắc là 2/3 đó là sai cái câu này. Mà khi các vị làm sai như vậy thì tôi tự hỏi tôi là tôi sai hay là các vị sai. Có hai điều nó xảy ra. Một á, là đề sai, tại vì học sinh làm đúng. Hai á, là do vì các vị copy nhau mà nó sai, cho nên là các vị không nhớ bài
mà nó dẫn đến cái sai. Thế thì tôi tự tôi check lấy chính mình, tôi lục tôi coi coi có chỗ nào nói cái này là tỉnh xá đầu tiên không. Và tôi đọc rất là nhiều, thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cái đáp án, đó là mình đúng, các vị sai. Tức là đáp án của tôi là đúng mà các vị là sai. Thế thì các vị biết là tinh xá đầu tiên của Phật giáo là Trúc Lâm. Trúc Lâm là vốn là đâu? Trúc Lâm là vua, là do vua Tần Bà Sa La, tức là Bình Sa Vương đó. Sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo rồi đó, thì lúc mà Đức Thế Tôn đi tu đó, không phải Đức Thế Tôn đi tu, nói về sai ác nữa, mà là Thái tử đi tu. Đấy, thì Ngài cũng đã có hứa là sau khi mà thành đạo đó thì sẽ đến đất nước của vua Bình Bà Sa La này để mà hoằng pháp. Thì khi mà Ngài thành đạo xong rồi thì Ngài đến thành vương xá của cái nước Ma Kiệt Đà này đó, thì vua Tần Bà Sa La mới đem dâng hiến cái vườn thượng uyển của mình để làm cái tinh xá Trúc Lâm. Thế thì đây là một cái tinh xá đầu tiên, một cái chùa đầu tiên, nói vậy đi cho nó dễ hiểu, một cái chùa đầu tiên của Phật giáo. Sau đó rồi đó thì mới có những cái tinh xá khác, như là tinh xá Kỳ Viên. Kỳ Viên vốn là tên của Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, mà chúng ta gọi tắt là Kỳ Viên. Thế là Kỳ Viên là sau này nữa, được chưa? Thì Kỳ Viên là do Ngài gì? Ngài Cấp Cô Độc mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà. Thì vốn có một lần thì Cấp Cô Độc đến nhà của người thân của mình để mà chuẩn bị đón tiếp Đức Phật, thì thấy tất cả những người ở trong trong gia đình của người thân chuẩn bị tất cả những món ăn ngon tốt để dành cho Đức Phật, thì Ngài mới hỏi ra Đức Phật là ai, đại khái vậy. Thì đêm hôm đó Ngài ngủ không được, trằn trọc suốt. Và trong đêm thì ông ta tìm đến để gặp Đức Thế Tôn, để rồi thưa với Đức Thế Tôn mấy chuyện. Thì trong đó, trong đêm đó, ông cũng không có thưa gì về cái chuyện mà mình sẽ dùng cái mảnh đất để cúng dường. Tuy nhiên sau khi ông về rồi đó thì ông ta nghĩ trong lòng mình rằng với Đức Thế Tôn như vậy đó thì mình cần phải có một cái nơi để cho Đức Thế Tôn và tất cả tăng chúng để trú ngụ ở trên cái quốc thổ của mình, để làm lợi ích cho chúng sanh và cho mình để học tập. Chính vì vậy ông ta tự bản thân của mình đi tìm đất để xây tinh xá, tức là tìm đất xây chùa cho thầy. Thế thì ông ta mới tìm đến chỗ của Thái tử Kỳ Đà. Ông ta thấy đây là một cái vườn cây rất là đẹp, rất là tốt, mà chỉ có cái vườn cây này mới thích hợp, và lại là gần cái chỗ của ổng nữa, cho nên là ổng có thể đi tới đi lui được. Đấy. Thế thì ổng mới hỏi Thái tử Kỳ Đà là bây giờ có cho tôi mua cái mảnh vườn này không, để dâng hiến cho Đức Phật. Thế thì Thái tử Kỳ Đà mới nói đùa một câu, đó là khi nào mà ông lấy vàng lót hết đất này thì tôi bán. Thế là ông ta suy nghĩ một hồi thì Thái tử Kỳ Đà nói chứ, ồ vậy mà cũng bày đặt tới đây để mua, bộ không có tiền sao? Ông nói không, tôi đang suy nghĩ xem phải mở cái kho nào. Thế thì đêm hôm đó ông ta về và cho tất cả những người giữ kho của mình mở kho vàng và chở tới để lót trên cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà. Thì sau đó thì Thái tử Kỳ Đà nói là ồ, phải chăng là Đức Thế Tôn là một người hết sức là đặc biệt, cho nên ông này mới xuất khố như vậy để mà làm những công việc này. Thì sau khi đã gặp Đức Thế Tôn thì ông mới nói là chưa khi gặp Đức Thế Tôn, ông sẽ nói là ồ, bây giờ đó thì Ngài là người cúng đất, tôi là người cúng cái cây. Và câu chuyện này được Ngài Cấp Cô Độc trình cho Đức Thế Tôn, thì lúc đó Đức Thế Tôn mới cho Ngài Xá Lợi Phất đến để mà coi ngó quản lý công trình này để cho đúng tiến độ, và đốc thúc nhân công để mà xây dựng cái tinh xá Kỳ Viên. Thì đó là cái câu chuyện để nói lên một điều, đó là các vị sai câu này, nó dẫn ra như thế. Còn cái vườn xoài thì xin đại chúng, có những cái vườn xoài là sau này nữa. Vốn là một cô kỹ nữ,
của một cô kỹ nữ, mà sau này cô kỹ nữ này tu tập làm đệ tử của Đức Thế Tôn và cũng chứng được cái quả A-la-hán luôn. Trên cái con đường mà Đức Thế Tôn trong những năm cuối đời, và trên cái con đường mà Đức Thế Tôn đi đến Câu Thi Na nhập Niết Bàn, thì Đức Thế Tôn có ghé ở cái tinh xá vườn xoài này. Dạ. Thì đó là những điều mà chúng tôi kể cho đại chúng nghe để biết được rằng nó có những cái giai thoại như vậy. Và nếu đại chúng nào chọn kỳ viên tịnh xá thì về nên tìm kiếm tài liệu đọc thêm, để không có bị oan ức chứ không gì hết. Tại vì sai cả hơn một nửa lớp, cho nên tôi rất là ái ngại khi mà không biết là mình đúng hay các vị này đúng. Chẳng lẽ mình sai thiệt ta? Tên gọi của ba y của tỳ kheo và tỳ kheo ni là? Dạ đúng, An Đà Hội, Út Đa La Tăng và Tăng Già Lê, chứ nó không phải là Hạ Y hay là Trung Y hay là Đại Y gì hết. Nhớ kỹ vậy ha. Mang Y, An Đà Hội, An Đà Hội, Út Đa La Tăng và Tăng Già Lê. Câu số 65, mang y là y không điều. Ứng lượng khí là tên gọi của Bình Bát. Mấy câu này ai cũng đúng. Tứ sự oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm. Câu 68, tam bảo có ba bậc là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Câu này thì cũng có vài vị sai. Câu số 69, thế gian trụ trì tăng bảo là ai? Đó, câu này nhiều vị sai nè ha. Chúng trung tôn hiện tại. Thứ nhất là các vị để ý nè, chúng ta đang nói đến cái thế gian trụ trì tăng bảo. Chúng ta có cái chữ tăng. Tăng là sao? Không phải người xuất gia. Đó, tăng là bốn vị tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni trở lên mới được gọi là tăng, không phải là bốn vị xuất gia. Xuất gia chưa có người chưa thọ tỳ kheo. Cho nên là sa di cũng là người xuất gia, điệu cũng là người xuất gia. Cho nên chúng ta nói phải rõ ràng, chứ không phải là tăng là người xuất gia là sai. Nếu mà chúng ta hỏi tăng là ai, trong đó tăng là người xuất gia, chắc các vị chọn xuất gia lắm à. Đúng không? Cho nên mình đâu ra đó và rất là rõ ràng, tăng là chỉ cho chúng tỳ kheo thôi. Tỳ kheo tức là chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. Mà bốn vị trở lên, chứ còn ba vị cũng được gọi nữa là tăng nữa, hai vị cũng được, một vị cũng được luôn. Rõ ràng như thế. Và là chúng trung tôn, tức là chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni thì mới được gọi là chúng trung tôn thôi. Mà nó là thế gian trụ trì tăng bảo, cho nên chỉ có chư tăng, chư ni còn sống ở đây nè, trên cuộc đời này nè. Rõ ràng như vậy nha. Hiện tại bây giờ đó, tỳ kheo hả? Đâu có cần phải là xuất gia bao nhiêu năm mới gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo có nghĩa là thọ giới tỳ kheo thì được gọi là tỳ kheo. Đạo hữu đang lộn về cái cấp bậc là đại đức, thượng tọa và hòa thượng, đúng không? Khi mà thọ tỳ kheo là được gọi là đại đức hết. Hòa thượng cũng là đại đức, thượng tọa cũng là đại đức. Bên ni thì gọi là, mình cũng có thể gọi là đại đức ni cũng được. Đại đức là một cái danh từ rất là chung. Và đại đức đó thì vào cái thuở của Đức Thế Tôn thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên vẫn chỉ gọi là đại đức mà thôi. Dẫu cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên lớn tuổi vẫn là đại đức. Cho nên là ở trong luật, khi mà Bồ Tát, chúng tôi nói nhiều chuyện này rồi mà, bạch đại đức nhất tâm niệm, không có bạch hòa thượng, không có bạch thượng tọa, không có bạch ni trưởng, ni sư gì hết. Bạch đại đức nhất tâm niệm, vân vân. Thế thì trong luật chỉ có như vậy thôi.
Chúng nhớ điều này. Cho nên đó là một cái danh từ hết sức là tuyệt vời. Chứ đừng có nghĩ đại đức là mấy thầy mới tu nhỏ. Đừng có khinh thường cái chữ đại đức. Giống như tỳ kheo vậy đó. Cho nên khi thọ giới tỳ kheo là gọi là đại đức rồi. Được chưa? Và rồi từ lúc thọ giới tỳ kheo cho đến 20 năm sau, thì hiện tại bây giờ chúng ta gọi vị tăng là thượng tọa, chúng ta gọi vị ni là ni sư. Rồi từ khi mà được tấn phong, không thọ gì nữa nha, tức là sau khi mà thọ giới tỳ kheo xong là đã là cụ túc rồi. Cụ là đủ, túc là đầy rồi. Cụ túc có nghĩa là đã đầy đủ rồi, không còn thêm cái gì nữa hết trơn á. Vẫn ba y như người ta vậy đó, không có còn cái gì thêm. Lên chúng ta gọi là lên, nhưng mà thật ra không phải là lên, mà là tấn phong. Sao gọi là tấn phong? Không phải là tự lên. Có nghĩa là một cái đoàn thể tăng già hợp thức hóa cho cái vị này, là vị này đã đủ tuổi năm tháng của một bậc tỳ kheo để bước vào hàng ngũ của trưởng lão. Trưởng lão là lớn, những vị thầy lớn ở trong đạo. Cho nên nó có ra những cái yếu tố như vậy. Cho nên thượng tọa là từ khi đã thọ giới tỳ kheo xong rồi 20 năm sau. Từ khi mà thọ giới tỳ kheo xong rồi 20 năm sau thì gọi là thượng tọa. Từ khi tấn phong lên thượng tọa 20 năm sau thì là hòa thượng. Được chưa? Và chúng ta biết là thọ giới tỳ kheo thì at least phải là 20 tuổi. At least mới được 20 tuổi. Có những vị chưa được 20 tuổi nhưng vẫn được đặt cách để thọ. Là vì sao? Vì cái hội đồng tăng già truyền pháp lúc đó, truyền giới lúc đó, nhận thấy rằng mình cần có người này, và người này quá giỏi để có thể cho người ta đặt cách lên. Cho nên các thầy đó, các tăng đó mới cho một tuổi nữa. Đấy, thì trong lịch sử là cũng có nhiều vị như vậy, mà rất là hiếm. Cho nên ít nhất là phải là 20 tuổi. Và lên được thượng tọa đó thì ít nhất phải là 40 tuổi. Và lên được hòa thượng thì ít nhất phải là 60 tuổi. Một thời gian tu hành rất ư là cực khổ, chứ trầy da tóc dãy, chứ không ít gì mà lên được cái hòa thượng. Còn ở bên ni thì là tỳ kheo ni, là sau khi thọ giới tỳ kheo ít nhất là 20 tuổi, cho đến 20 năm sau là được ni sứ, 20 năm sau nữa là sư bà, hoặc là gọi là ni trưởng. Ồ, cái đó là những cái tên gọi khác. Phương trưởng là như thế này: khi mà mình có một cái ngôi chùa, mình đưa để cái ngôi chùa của mình cho đệ tử của mình, và mình về ngôi phương trưởng. Phương là vuông, trưởng là cái thước, có nghĩa là cái thước vuông. Khi nào người ta dùng cái thước vuông? Khi nào sử dụng cái thước? Khi mình đo, khi mình kẻ cho nó thẳng. Thế thì ý nghĩa của chữ phương trượng đó là làm người mẫu mực, ngay thẳng, để cho mọi người theo mình, nề nếp, chuẩn mực, bài bản, lớp lang, trên dưới, trái phải. Thường thì trong kiếm hiệp chúng ta nghe đó, khi nào là phương trượng xuất hiện? Khi nào? Khi nào mà sơn môn gặp khó khăn, phải không? Khi nào mà già lam có chuyện thì lúc đó phương trượng mới xuất hiện thôi. Còn những cái chuyện mà đi tới gõ cửa rồi này kia là trụ trì tiếp, hoặc là tri khách tiếp thôi. Đó, thế thì phương trượng đó là không phải, nó mang cái tính chất trong già lam, những cái chức phận, chức vụ trong già lam. Thế thì để lại cho đệ tử của mình làm trụ trì, thì cái vị vốn đã trụ trì là thầy của cái vị trụ trì hiện tại đó sẽ là viện chủ. Thì viện chủ đó là phương trưởng đó. Cảm ơn bác này rất là tinh tế. Cứ mỗi một năm mà kiết giới an cư thì được gọi là một cái hạ lạp, tức là một tuổi đạo. Cứ giữ một mùa an cư là được một cái hạ lạp, tức là một tuổi đạo. Tuy nhiên ngày hôm nay ở trên Việt Nam cũng vậy, mà ở hải ngoại này cũng vậy. Cái con đường mà đến với nhau, cái thời gian 3 tháng nó dường như là unbelievable. Bỏ chùa đi 1 tháng là nó kéo rồi, chứ đừng nói chỉ 3 tháng.
Cho nên là mỗi thầy có một chùa, ví dụ như thầy đây mà đi một tháng thì nó là sao, mà đi ba tháng thì sao? Câu 70, xuất thế gian tăng bảo là các ngài như là Quán Thế Âm, Văn Thù, Ca Diếp, A Nan, cái này là có trong bài học hết. Câu số 71, tăng hay là tăng già mà Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, chứ không phải là chúng tỳ kheo hay là bốn chúng đệ tử của Phật gì hết ha. Câu số 72, chúng trung tôn là chỉ cho tỳ kheo và tỳ kheo ni, câu này cũng nhiều vị sai đó. Câu số 73, ý nghĩa của cổng tam quan là không vô tướng vô tác, câu này ai cũng đúng. Câu số 74, bốn phép lạy thuộc về lý là dạ, câu C, phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ, thập tướng bình đẳng lễ. Câu số 75, năm món diệu hương để cúng Phật là, câu này ai cũng đúng. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến. Câu số 76, các kinh nào sau đây mà người Phật tử tại gia không được đọc tụng ở nhà? Ấy thế mà có người lại chọn là kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng. Ngũ thể đầu địa là, các vị chỉ cần kể ra là hai tay, hai đầu gối và đầu chạm đất thì lại là đủ. 37 phẩm trợ đạo ai cũng đúng hết, tại vì có bổn. Câu số 79, tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Có vị chọn câu đầu là thông minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Câu số 80, lục thông là thần túc, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, lậu tận thông. Hai câu bonus thì không nói rồi, dường như là ai cũng đúng. Thì đó là rất là vui khi khi kỳ này chấm điểm thì các vị đều A hết, chỉ còn có vài vị thôi là B, và có một vị là D, chỉ có một vị duy nhất là đạt được điểm D thôi. Và sau đây thì các vị nghe tên này thì các vị đứng lên dùm ha. Chị Quảng Viên nè là một nè. Chị Phổ Dương, bác Toàn Kiên, Nhật Liễu, Diệu Minh, Nguyễn Kim Chi, Lệ Đạo, Nguyễn Thanh Thủy. Đâu các vị đứng lên thử coi. 1, 2, 3, 4. Rồi cho quý vị này một tràng pháo tay đi các vị. Là tại vì sao? Là tại vì tất cả những bài làm gồm có 1, 2, 3, 4, 5 bài, tất cả từ trước tới giờ chúng ta học, và tất cả các bài đó đều A hết. Những vị tiếp theo: Tâm Diệu Quang, Nguyên Hạnh, Lê Huỳnh Mai, Tịnh Kiến, Nguyễn Thị Huê, Pháp Năng, Dương Bình, Diệu Hòa, Lý Hiệp, Thân Oanh, Trần Kim Oanh, Như Tâm, Lý Kim Phượng, Nguyễn Hữu Hoàng, Thiền Tâm, Dương Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Phú, Nhật Bảo Châu, Vương Bích Vân. Đâu quý vị đó đâu, để nhìn dung nhan các vị thử coi làm sao. Nhưng mà nói chung là các vị đó chỉ có một trong năm bài được điểm B thôi, còn tất cả đều A hết. Xin cảm ơn tất cả các vị đã cố gắng chăm chỉ học tập, và chúng ta biết được rằng mình còn phải cố gắng không mệt mỏi nữa, để cho năm tới và còn năm tới nữa. Xin thưa đại chúng, tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái giáo trình khi các vị đã có trong tay bộ Phật Học Phổ Thông 3 cuốn. Chúng ta sẽ bây giờ sẽ đi sát cái bộ này, và đi sát cái bộ Phật Học Phổ Thông này,
Thì theo như cái chương trình mà Viện Phật Học đưa cho chúng tôi đó, thì xin thưa đại chúng, chúng ta sẽ học nội dung như là ăn chay, thiểu dục, tri túc, nhân quả, luân hồi, lục hòa. Rồi sau đó chúng ta học về ngũ giới, vô thường, tứ nhiếp pháp. Rồi chúng ta lại học tiếp về tứ diệu đế, học sâu hơn. Chúng ta trong tứ diệu đế đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Chúng ta đều lại học lại cái này nữa. Và chúng ta nhớ là đi sâu hơn. Và dường như Phật Pháp chỉ bắt đầu từ đây, và rồi rốt ráo cũng từ đây mà thôi. Trong cái tứ diệu đế khổ tập diệt và đạo đó, là từ cái lúc mà cuộc đời đau khổ cho đến lúc mà chứng quả niết bàn luôn mà. Cho nên đi đâu cho khỏi, chạy đâu cho khỏi nắng. Cho nên chỉ có tứ diệu đế thôi à. Ha. Chúng ta sẽ học về quán sổ tức, quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên, quán giới phân biệt. Rồi sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Học về tứ vô lượng tâm, học về ngũ minh. Thì đó là chương trình của năm này và năm tới. Có bao nhiêu đó hả? Nhưng mà chúng ta sẽ học thật chậm, thật kỹ, để cho đại chúng không có phải thắc mắc. Và chúng ta kết thúc cái này lúc nào thì sẽ sang một giáo trình khác nữa. Thì đó là cái chương trình mà chúng ta học trong cái năm này. Đại chúng có câu hỏi gì không? Chúng ta còn 30 second. Dạ thôi, chúng tôi xin được chào đại chúng ở tại đây và cầu chúc tất cả đại chúng chân cứng đá mềm, trong 2 năm nữa sẽ không rơi rớt đi bất cứ một người nào. Và đại chúng tinh tấn để chúng ta ôn bài thường xuyên để nhớ được nhiều hơn. Kính cảm ơn các vị, mời các vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và mời các vị nghỉ.